Cắt cỡ trên đường đó hả? Trời ơi, cắt cỡ nước đá, cắt cỡ nước đá, đấy để đó con chỗ con đưa con ngồi. À, con ngồi tiếp khác là ông đó hả? Thank you.
Ngoan ba. Ok. Con lấy thứ cắt. Có phải cắt cái chip rồi. Dài thời gian. Về khi nào vui nó lạnh thì nhé. Thì có một cái để
Thank you.
sao anh không có đồ ăn trên Facebook đâu. Tắm rửa xong rồi lên bật tivi xem đá banh, xem đá banh xong rồi mình chơi chim mình tiếp thì mình ngủ sớm thì sáng 4 giờ đã tỉnh rồi, nhưng mà nó có đủ cái giấc là nó tỉnh. Không anh tôi ra gõ cửa rằm không ấy. Thì nó mới cho một cái em hai cái đầu em.